Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn cách kiểm tra độ chai pin laptop trên Win 10. Để kiểm tra độ chai pin laptop trên Win 10, chúng ta lần lượt thực hiện các bước sau đây. Bước 1. Chúng ta dùng phím Win R và nhập đồng lệnh CMD để mở cửa sổ Permanent Chrome. Tiếp theo bước 2, trong cửa sổ Permanent Chrome, ta nhập lệnh Power CFG Battery Report. Power CFG, một khoảng trắng và dấu sổ. Sau đó Battery Report. Enter. Nó sẽ cho chúng ta một cái file. Một cái file nó save ở đường dẫn là C Use Dell Battery Report, có cái đuôi là HTML. Sang bước 3, chúng ta sẽ tìm theo đường dẫn này để mở cái tập tin Battery Report, có cái đuôi là HTML. Chúng ta vào ổ C, đến User, đến cái tên người sử dụng, ở đây tên là Dell. Và chúng ta tìm đến cái tập tin Battery Report có cái đuôi là HTML. Chúng ta mở lên. Mở tập tin là bước 4, là mở tập tin này lên. Và trong đây có rất nhiều thông tin. Tuy nhiên chúng ta chỉ đặc biệt chú ý đến cái mục là Install Battery. Trong mục này chúng ta đặc biệt lưu ý đến hai mục. Đó là mục Design Capacity, có nghĩa là dung lượng pin thiết kế là 55.997 mAh. Và mục thứ hai là mục Full Charge Capacity là 19.410 mAh. Đây là dung lượng pin thực tế sau khi sạc đầy đủ. Và so sánh hai cái thông số này, chúng ta có thể biết được mức độ pin còn lại của laptop. Tức nếu hai thông số này chênh lệch nhau càng thấp, chứng tỏ pin còn rất tốt. Tuy nhiên hai thông số này ở đây chênh lệch con số rất lớn, chứng tỏ pin đã bị chai rất nhiều. Và với cái độ chai này, chúng ta có thể thay được pin mới. Thì đó là cách kiểm tra pin laptop bằng một cái ứng dụng có sẵn ở trên Win mà tôi xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn, để chúng ta có thể kiểm tra được cái độ chai pin của laptop. Chúc quý vị và các bạn thành công. Trân trọng kính chào.